những món ăn bạn nên thử một lần trong đời. Bánh bao âm dương. Vấn đề con mẹ là ở việc bịch dùng bây giờ biết phải làm sao. Không bao giờ ta nói. Thịt kho địa ngục trần gian. Người tiếng sét trong mưa. Téo hán liền. Cái tạc mày không bỏ nè. Gà quay hắc ám. Sống ở đời này có mắc dại nghe con. Thịt sườn u tối. Tây mấy ai thèm uống làm chi. Thịt kho trứng vịt vị than tổ ong. Mì luộc tương đen. Đậu phụ lướt qua hỏa diệm sơn. Cô đơn trong thành phố này. Đùi gà cháy phun cạnh. Yeah, em cứu anh là Ngô luộc bóng đêm. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Hỏa ngư quá nhiệt.